này thử test cái thùng co rút mà co thấy mình co rút rút mà bằng tải chạy 134 độ đó, cài đặt 150 rút là siêu đẹp luôn, không có tì tét cổ luôn không, cổ không tét luôn không hả, không có tét lên đầu đâu không, quá đẹp luôn. Này là mấy chiếc rót, vừa chiếc rót vừa sấy. Đó. Này mình trùm mày co lại. Mày co sau khi sấy xong. Đó. Bằng tải inox là 3.4 hết. 3.4 chạy êm luôn. À, có tủ điều khiển. Nhiệt trở thì xài nhiệt công nghiệp. Tủ điều khiển có đồng hồ điều khiển nhiệt luôn. Điện là xài điện 22. Chỉnh tốc độ nhanh chậm. Đó. Qua quay bên rót. Bên này là bên rót, tráng rót khoảng nắp. Bình nó lớn nhất á. Vô không? Nắp giống bộ không phải của nó vậy. Cái răng nó bị xây sai sao á. Biết có phải cái răng nó không phải cái nắp đó của nó không? Đưa vô nó vặn nắp. Vặn tự động luôn rồi nha. Đó. Nó vặn không đúng thời gian nó rút lên nè. Nó tiện cho cái con người mình làm đó. Một người đứng đó vừa tráng vừa rót vừa đưa vô vặn nắp luôn. Nó lên tới họng luôn mới được phải không? Lên tới họng luôn. Nó nhiễu hết cái ống ra là vừa. Tới đó là đủ rồi phải không? Đưa qua bộ phận vặn nắp thử ban đêm luôn mọi người. Bị xì á, bình bị xì á, hậu tráng tráng nước tinh khiết. Khi vô là tiếp tục rót, đưa nắp vô dặn đậy tim. Chưa có phòng, mới lắp máy chưa có phòng. Sản xuất liên tục, chùm màn co nãy qua đây. Tiếp tục bình ghi vô. Rót là nhiều loại nắp luôn. 110, 190, 85. Mình cứ gã mình nóng lạnh luôn. Việc rất là nhanh đó. Ở đây rất là nhiều loại nắp. Mình đây quá nhiều loại nắp luôn. Nhiều màu, nhiều nắp. Có khi 110, có khi 90, có khi 100, rất là nhiều loại nắp. Cái này có nóng nóng lạnh được nhỉ? Được. À, nó cũng không được luôn. Ừ. Bịch nóng lạnh mình không cần cho nó quay. Nắp mà nắp đóng á. Mình không cần cho cái đó nó quay, mình tắt cái quay. Mình tắt cái quay cho nó nhận cho nó nhấn xuống không à. Cái quay tắt chỗ nào? Thấy được không? Ở trong nó có cái bộ biến tần mình dặn về không là nó đứng lại nó không có quay. Mà nó đè xuống không à. Mà mình ở đây mình có xài nắp đóng không? Xài nắp đóng là về mình gỡ ra bằng cách nào?
cậy ra hả? Cái nắp đóng á, nắp đóng hay là nắp vặn? À, nắp vặn chứ còn nắp đóng mà giờ phải có máy mới gỡ ra được chứ. Đó. Làm rất nhanh luôn, rất gọn luôn. Bên đây là cái khâu sấy ra nè, là bị nóc 304 hết luôn. Máy này là máy rót 24 vòi. Đó. Đây là hệ thống dàn lọc. Ra chưa? Đùm màn co làm rẹt rẹt đây. Đẹp luôn á. Thấy áo về tròn đẹp đều đẹp luôn. Rồi cảm ơn mọi người đăng ký kênh của mình nha. Chào tạm biệt mọi người.